Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn xem được video này có nghĩa là bạn đã gửi một vài mong muốn hay yêu cầu của mình đến vũ trụ, hoặc vũ trụ muốn gửi tín hiệu cho bạn rằng đã đến lúc bạn phải thay đổi cuộc sống, thay đổi con người cũ và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy nhấn nút like và chia sẻ nó cho những người mà bạn yêu thương nhất. Đó cũng là cách bạn lan tỏa năng lượng tích cực và sự cho đi. Những lời khẳng định là công cụ mạnh mẽ để biến đổi cuộc sống của chúng ta, và tôi luôn tin vào sức mạnh của chúng. Bạn thấy không, lời khẳng định rất hiệu quả bởi vì chúng kết nối vào sức mạnh không tưởng của tâm trí và niềm tin của bạn. Bởi vì tâm trí sẽ tạo ra thực tế cuộc sống của chúng ta, và bằng cách sử dụng lời khẳng định tích cực, chúng ta có thể lập trình lại tâm trí của mình để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn, đầy tình yêu và thịnh vượng hơn. Hãy sử dụng lời khẳng định bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần thay đổi tâm trạng hay vấn đề của mình, và chúng sẽ cải thiện cuộc sống của bạn theo từng ngày. Nhưng thời gian tốt nhất để thực hành là sáng sớm, khi bạn thức dậy và trước khi bạn đi ngủ, khi bạn cảm thấy buồn ngủ. Đó là lúc lời khẳng định hiệu quả nhất vì tâm trí của bạn vẫn đang ở trong trạng thái alpha dễ tiếp thu. Vì vậy, lời khẳng định của bạn đi thẳng vào tâm trí tiềm thức của bạn. Bắt đầu ngày mới của bạn với những lời khẳng định có thể tạo cho bạn một tâm trạng vui vẻ và năng lượng cho cả ngày. Khi bạn thức dậy, hãy dành một khoảnh khắc để nói hoặc nghĩ về những câu khẳng định tích cực phù hợp với mục tiêu và mong muốn của bạn. Điều này giúp bạn bắt đầu ngày mới với tràn đầy năng lượng và tích cực. Khi bạn thực hành vào buổi tối, sử dụng lời khẳng định để giải phóng bất kỳ vấn đề căng thẳng nào trong ngày của bạn. Điều này có thể giúp bạn ngủ một cách ngon lành và tâm trí tiềm thức của bạn làm việc để thể hiện mong muốn của bạn trong khi ngủ. Tôi tự tin và thành công trong mọi điều tôi làm. Sự tự tin của tôi ngày càng mạnh mẽ mỗi ngày. Tôi luôn tin vào bản thân và khả năng của mình. Tôi tự tin và tài giỏi. Tôi xứng đáng được yêu mến, được tôn trọng và thành công. Tôi tin tưởng bản thân luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Tôi là người tuyệt vời và có giá trị. Tôi chấp nhận thách thức cũng như cơ hội để phát triển. Tôi tự hào về bản thân tôi. Tôi thoải mái với chính cơ thể tôi. Tôi thu hút những người tích cực và tự tin vào cuộc sống của tôi. Tôi là nam châm thu hút thành công và thịnh vượng. Tôi xứng đáng với mọi điều tốt lành đến với tôi. Tôi tin vào tài năng và khả năng của mình. Tôi bỏ qua những đánh giá tiêu cực. Tôi có khả năng đạt được mọi điều mà tôi mong muốn. Sức mạnh tâm trí giúp tôi vượt qua mọi trở ngại. Tôi là người mạnh mẽ và tự tin. Tôi kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi liên tục phát triển để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Tôi xứng đáng hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Sự tự tin của tôi truyền cảm hứng cho người khác. Tôi tin vào tiềm năng vô hạn của mình. Tôi tin vào hành trình của cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi càng trở nên tự tin hơn. Tôi biết ơn sâu sắc về tài năng và khả năng độc đáo của mình.
Thành công của tôi là điều hiển nhiên và tôi đang khẳng định nó ngay bây giờ. Tôi là nam châm thu hút cơ hội và thịnh vượng. Tôi tin vào khả năng của mình để tạo ra cuộc sống tôi mong muốn. Mỗi ngày tôi tiến gần hơn đến những ước mơ của mình. Tôi xứng đáng với tất cả mọi thành công đến với tôi. Suy nghĩ của tôi tập trung vào mục tiêu và khát vọng của mình. Tôi là một người thành công, thịnh vượng, và tôi tin tưởng bản thân. Tôi sẵn sàng phát huy tiềm năng thực sự của mình. Thành công của tôi để tận hưởng và chia sẻ với người khác. Tôi liên tục học hỏi và phát triển trên con đường đến thành công. Tôi tỏa ra năng lượng tích cực và thu hút thành công một cách dễ dàng. Tôi luôn mở cửa cho cơ hội mới dẫn đến thành công. Tôi tin vào sự phong phú của vũ trụ. Thành công của tôi truyền cảm hứng và động viên người khác. Tôi biết ơn về sự thành công đang hiện diện trong cuộc đời tôi. Lặp lại những lời khẳng định này hàng ngày, bạn tôi ơi, khi bạn tự tin vào bản thân, thành công và thịnh vượng sẽ tràn vào cuộc đời bạn một cách dễ dàng. Bạn là người sáng tạo tuyệt vời cho số phận của bạn. Và tôi tin vào khả năng của bạn để đạt được tất cả những gì bạn muốn. Nếu bạn thấy video này là nguồn động viên và truyền cảm hứng, hãy like video và chia sẻ nó cho những người mà bạn yêu thương nhất để họ thay đổi cuộc sống như cách bạn đang thay đổi. Hãy để lại câu khẳng định kèm với lòng biết ơn bên dưới để cùng nhau tỏa ra năng lượng tích cực và bạn sẽ nhận lại được chúng gấp nhiều lần như kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Tôi chúc mừng bạn thành công và thịnh vượng.